Rồi, chào các bạn. Giờ nhóm đang ở Tân Công Xính các bạn ơi. Đang câu cá rô đồng. Tó, lụm các bạn ơi. Vô. Sớm giờ câu được nhiêu nè các bạn. Quá trời luôn, câu nãy giờ phân nửa tiếng hồ. Đây, ba la sông với thấm thía đang kẹp gấp cá nướng nha các bạn. Đây. Này là cá linh. Ba la sông đang cá rô nè. Được hai con cá chạch luôn. À, cá chạch nữa nè các bạn. Cá chạch ngon ghê hồn, cá chạch bự ghê hồn. Cá linh còn bự bự không ha? Ừ. Anh Tú đang nói chuyện điện thoại bên kia. Hello anh Tòn ơi. Anh Tòn đang tập trung vào chuyên môn rồi các bạn. Anh Tòn ghiền câu cá dữ lắm. Chút xíu nữa nhóm lúa sẽ nướng cá. Mình chơi được tới chiều. Rồi xong cái sáng mai ăn đám cưới xong cái nhóm lúa đi lên Sài Gòn luôn. Chơi. Chào Bình. Bình là con trai út của anh Tâm. Không phải, con trai kế út của anh Tâm các bạn. Bắt ra quá. Bữa hổm là con trai út nhưng mà bây giờ là con trai kế út. Hả? Có không? Hầu qua bả nướng ha. Chào anh Tâm. Quá trời cá luôn rồi. Câu đá thiệt. Cái rô đợt này nó lớn hơn cái rô đợt dội các bạn. Chút xíu nữa mình nướng nha. Rồi, bắt đầu mình nướng nha các bạn. Nãy giờ có bắn dính con chim nào chưa? Chưa. Chưa. Con giỡn chứ. Hả? Con giỡn chứ. Bắn dở hả? Dạ. Mình lửa là mình nướng ha, mấy con cá nha các bạn. Để mở cửa xong ơi. Làm gì chứ xong ạ? Mò lưới câu. Lưới câu gì? Lưới câu gì? Lưới câu mang gốc. Gì con? Dơ đó, bỏ đi. Wow. Bữa nay nhóm lúa có một cô bé ở Gia Vinh lên chơi nha các bạn. Bạn của Toàn á. Khổ quá. Cái gì mà chào quý coi. Chào. Cũng nhồi lắm đó các bạn. Cá gì đâu đã này cái câu. No. Nhấp nhấp rồi nó. À vậy á. Cá này giống như nó đói thời nào vậy á. 3-4 kg gì chanh. Tầm. Cái ngoài gì. Phải là gã tình si mượn đó đào kia để tương tư hình bóng mà bóng trái tim rung động khi lần đầu tiên anh ngỏ với qua đào. Ô quá dữ quá dữ dữ không rồi sắc hồng tươi và hương vị ngọt ngào. Đang nói chuyện với cái dừa các bạn. Gì vậy quay clip hả? Trời ơi. Bỏ heo nó ra. Rồi mấy anh em nướng cá các bạn ơi. Qua bên Tân Công Xính chơi là phải có cá linh nha. Cá rêu. Cá linh chỗ này bự ghê trời. Lớn sắp giật. Nó con cá linh các bạn để ý nướng con mắt nó đục là chính đó. Nói gì mình nói gì nướng mộng thì mình hay lắm. Cái bàn à. Của anh. Bữa nay vui thiệt á. Như câu cá xong coi là nướng. Các bạn hỏi coi hàng cá chạch nó ngon nè các bạn. Cá đó mà được một chục con nghệ nữa ha. Con nghệ ngon quá. Con nghệ tươi á. Con hồng mập trời. Dạ ở đây kiếm cá chạch nấu còn không ta? Còn anh. Còn bên đây còn.
Còn. Cái thịt lóng ngon dữ lắm, ngon, béo. Cái bển giờ trải ra cho nó rung động đó. Rồi. Được rồi, được rồi. Đu đủ này ngọt không vậy? Ngọt, ngọt. Ai chắc được từ từ. Bình á. Vô chơi Bình ơi. Vô ăn cá lóc nó vui nè con. Mẹ đâu? Mẹ ngủ hả? Ừ. Cá bự ghê nha, cái lưng này nó hình tròn. Có cái lưng gì vậy? Không có lưng đâu. Không có lưng gì, lưng tròn không? Ừ. Tại sao mà người ta kêu bằng con cá lưng tròn? Tại vì nó tròn. Không phải, tại vì con cá này á là thật sự là người ta kêu bằng cá lưng tròn. À, cũng có cái lý do. Tại sao? Trời ơi, cá này nó ngon hơn cá kia. Nó tròn. Nó tròn trịa hơn con cá kia. Cá kia thịt nó ăn bạo bẹt. Cái linh dìa á. Vậy là người ta kêu thịt bạo bẹt kêu cái linh dìa. Sao ta không kêu bằng cá thịt bạo bẹt? Để vậy ta hỏi ông nội tôi lại ha. Giải thích gì không ai hiểu được. Khui nó. Con cá linh tròn á là tại vì nó tròn. Còn cá linh dìa là tại vì nó dìa. Dìa nó dẹp phải không? Dạ. Yeah. Giải thích gì các bạn dễ hiểu ha. Cá này màu chín lắm các bạn. Đây là chơi vui quá trời vui rồi. Cá này làm nãy mình đổ vớn. Anh Sáu đổ vớn mình xin. Còn cá này là câu nha các bạn. Cá này mình câu nè. Câu nãy cũng được 2 ký mấy á. Câu 45 phút cái gì. Ba là xong đang chuẩn bị chỗ để lót cá. Có đem rượu lên không cho ông? Quên rồi. Thôi không uống rượu đâu, quên ăn đi quên. Hello anh Toàn. Cái cây dừa này, cái trái này hổm mà mấy anh em mình mấy anh Phước qua mua người ta bán ở dưới rồi nè. Dừa này kêu dừa gì quên anh? Anh cũng không nhớ. Anh Tú. Không kêu dừa gì quên rồi. Anh không nhớ cái dừa này chứ. Anh Phước nói dừa gì quên rồi. Dừa Tam Quan. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Dừa Tam Quan. Thấy các bạn, có trái dừa nó vàng nè. Nó không có xanh như mấy cái dừa kia. Vô. Anh Toàn có muốn nói gì không? Anh đến đây mà sớm giờ mà được ăn cá đó tuyệt vời đó. Chưa từng được ăn cá nướng đó. Cá đồng nữa ha anh. Ở ngoài mình cá nhiều. Cá này. Ngoài mình thì cá nhiều nhưng mà cá biển nhiều ha. Cá biển nhiều. Cá nướng ngọt. Bè. Anh Tú nướng ngon quá. Chút lát nữa đây em sẽ cho anh một cặp cá chạch. Cặp cá chạch nước ngọt ha. Cá chạch nước ngọt. Cá chạch nước ngọt. Cá chạch nước mặn không bây giờ tuyệt chủng. Không có. Không có. Giờ không còn. Chưa còn giờ không còn. Giờ cá chạch còn là nuôi. Tối nay cho khuya chắc hay lắm nè. Vui lắm nè. Sao con cá nó khác anh Tú? Nó hơi khét chỗ đó một chút. Biết sao không? Em biết sao khét không? Tại vì nó khét. Tại vì nãy nó chỗ này lửa anh chút. Đúng mạnh nó gãy á. Xong. Xong một gấp cá linh nha các bạn. Vô. Mở vậy tôm tôm luôn. Đó, vậy là chín rồi các bạn. Đó, để đây. Đây mình nướng cà rô. Đó anh đưa qua đưa lại anh Tú. Nó cứng cá lại cứng cả. Không. Nó cứng bờ đi, cứng bờ. Đứng đúng có thế. Nè. Này thế vừa đâm muối với đem nước lên nè các bạn. Mấy anh em ăn cá nước.
mình biết kìa. Thôi ơi, ngon, cái miệng kìa. Cắm ớt kìa con. Cay đó. Ngon không con? Thôi cho thấy coi coi. Ngon không? Căng cái miệng kìa. Lau miệng đi quê. Nè. Lứa chân kìa. Rồi thử coi ngọt không? Đắng đắng. Hả? Đắng quá. Đắng hả? Con phải lột cái này nè, con lột cái da rồi bỏ nè, thịt nè, ăn thịt nè. Phải lột cho. Rồi, cắn cái thịt này con. Đó, đúng rồi. Rồi. Chưa nghe. Đó, thấy chưa? Thấy gì lột cho con coi cho nè. Ừ, con phải lột cái lớp này đen này ra là nó không bị đắng. Con có từng ăn cái này chưa Bình? Chưa. Chưa hả? Rồi, được rồi đó. Ăn đó đi. Có dừng xương, xương nha. Có xương trời. Rồi, uống cái đi. Đắng quá à. Được không? Ngon chưa? Ngon không? Thơm không? Ông ăn nguyên cái vỏ hết. Mời mấy bạn trên kênh ăn đi. Mấy bạn cùng lứa tuổi của con á. Ăn mời các bạn ăn cái lóc nướng. Ngon không? Ngon con. Ngon hả? Kéo con cá mình xích dành chút bạn. Ấy cho nó dính chín cái đầu đi chứ. Xích ngoài không có lửa vậy? Ừ. Sợ, nghe nói em dành nó ăn cái gì. Khát cái đuôi á, Tú. Vậy bộ câu giờ đúng không? Khát trời, để đâu vị dưới luôn vậy. Buồn quá. Ha. Sao tự nhiên nó gắt quá vậy ta? Má ơi đừng gả con xa, chim kêu rưỡng uống biết nhà má đâu. Má ơi đừng gả con gần, con về xúc gạo. Hồi hoàng biết đường ra trời. Con về xúc gạo lần lần má la. Căng. Lâu lắm rồi mới gặp được cái chấm còn cái xa cái chạch rồi. Khỏi khen rồi đấy, thôi em ăn dùm sơ đi. Chạch lâu ngon, chạch lâu nướng vậy nó khỏi dữ lắm mà. Hồi đó mình giăng lưới ban đêm mà mình ngâm á là sáng gỡ hay có cái sạch chạch lấu nha. Hồi đó chạch lấu nó nhiều lắm. Ừ. Giăng lưới là dính con bự bự thôi. Giờ mà giờ mình hết rồi, hiếm. Bây giờ chạch lấu người ta nuôi á. Anh thấy anh lên trên mạng anh coi anh thấy nó nuôi mà nó ép đẻ luôn nha. Hay như ra chỗ là nó đưa vô nhà hàng. Ừ. Con bự bự không? Xong miệng gian nó còn kéo xích cho bệnh. Thôi nè hả Bình? Lâu lắm rồi anh không có nghe ca giọng cổ hết tạm. Làm miệng thôi. Làm rồi. Rồi, vớt cái đầu nó lên rồi. Nhẹ nhẹ thôi, để đi cho nó gì vậy. Dở, dở, cái chạch lên ngang tú đè như vậy. Làm khúc ca cổ ra cho các bạn xe nghe đi anh Toàn. Khúc thôi. Hai câu thôi. Hai câu thôi. Mình sẽ... Ca thiệt tình đi. Gửi đến các bạn hai câu dòng cổ trong bài Qua Bận Của Mẹ, một sáng tác của một tác giả Ngọc Hào. Ok. Cho chàng quá tay coi. Quá tay đi. Nắm về sau. Vỗ cột. Tôi hỏi quê em lồi quá nào đẹp nhất? Em trả lời tôi, em chỉ thích quá bận,
một loài quả không khoe sắc giữa dòng sông. Cánh hoa trắng như tấm lòng người thôn nơ. Lần đó tôi về lại quê em dùng cù lao sông nước. Dưới bóng hoàng hôn thấp thoáng rặng bần xanh, những cánh cò xa xa lũ lượt kêu nhau về. Vỗ tay. Hay quá nè, cho con cá lóc. Dòng sông quê chẳng chưa dạng lời thề, mẹ kể tôi nghe chuyện ngày xưa ấy, cùng bến sông này mẹ tiễn cha đi. Tay trong tay với giọt lệ chia ly, cha nhặt cánh hoa bằng cài lên tóc mẹ. Nhụy hoa hồng cánh hoa trắng tinh khôi, như cả tấm lòng của người thôn nữ. Nhớ má luôn á. À, hai câu mình ca hai câu như vậy nó thôi, làm luôn khúc luôn đi, làm cho hết luôn đi. Làm cho hết luôn đi. Rồi khói lửa chiến tranh phụ trầm lên đất mẹ, từng mảnh bom rơi làm tới tà cánh hoa bằng nước sông quê. Chứng kiến đã bao lần những cuộc tiễn đưa bao lời thể ước, từng giọt lệ khóc thầm trên sông nước muối hoàng hôn. Rồi một ngày kia khi trận công đòn, anh hai ngã xuống bên dòng sông dàm xếp phùng. Con giặc ác con vô cùng tàn nhẫn, kéo xác anh mình treo trên nhánh bần chua. Hay quá Toàn ơi! Toàn ơi, anh thương em quá Toàn ơi! Quá hay các bạn ơi! À, mình còn nhiều cái bài hát ngôn cổ cũng rất là hay. Nói về quê hương, tình mẹ, tình đồng chí. Mình ca mới biết. Có tình bạn không? Thứng, mình câu ca một vài câu để cho mình ca cái, có cái bài ca nào? Có cái bài nào hát vui vui không anh Toàn? Bài hôm nãy anh hát hay đây thấy cũng cười lắm á. Có một cái lớp như vậy, có một lớp này rất là hay, cái lớp của trong giai hàng mặt tự. Bệnh thì bệnh, đau thì đau, số mày cứ lôi thôi, tao hiểu không có ra, nó bệnh hay đau cũng phải nhờ mày. Tình bạn lâu năm mà thanh niên thuốc thế, số kiếp nó nghèo còn cháu được giàu sang, nó đau bệnh gì mà cháu lại giấu quanh. Dạ anh nóng lạnh hoài, nhất kỷ nhất xương ngay ẩm trong mình mà cháu đón chưa ra. Tao nhớ hồi nhỏ nó bị ban cua đâu có luôn tuần mà một kỷ một xương. Xin cậu an tâm, cháu sẽ liệu toan thử máu cho anh sẽ biết rõ bệnh tình. Kết quả y khoa từ Sài Gòn gửi đến, căn lội di trùng cháu sẽ trị ngay. Bây giờ cháu lại phải bó tay. Tại sao lại bó? Dạ căn bệnh lạ lùng từ trước tới nay, cháu chưa gặp cháu cũng nghi nghi. Cái này giọng của Mai Đình nha. Chúng tôi ở xa trăm cây nhờ giùm bác sĩ tận tình chữa trị giùm anh. Hay quá Toàn ơi. Mỗi lần trải nghiệm có anh Toàn là thấy không khí nó khác liền nha các bạn. Rồi đi xong nha, xong rồi, chính rồi xong em ăn gần hết bên đây rồi. Chính rồi. Ôi bắt đầu lên mâm nha, vô tập trung vô. Vô y hò là do hò xúm vô. Làm con cá hay gì nè, con cá nãy nè. Cá linh đó. Cá linh. Cá bự rồi mới ngon. Nè anh Tâm, làm con cá chạch đi. Ăn đi em, ăn đi. Ăn cá linh rồi. Wow. Ăn đi. Ăn cá lóc đi em.
lóc ngon nè. Mai chị ăn à? Ăn đi tụi em. Không cá linh đúng không? Cá linh đúng là cá linh. Ăn cá linh này tối có gì không ta? Ăn có gì không? Không mày bụng yếu quá. Không bình thường. Bình thường hả? Mời các bạn nha. Cá linh này các bạn. Cá linh đồng nướng, kẹp tre nướng. Bên đây là cá da chạch. Mỡ ghê hồn ha. Ngon quá. Trời béo. Ngon quá. Không béo cá nào béo. Xô cá rô luôn. Ngon. Thằng trai ơi. Ăn không ăn hết cá đó, ăn hết cái chưa? Con bên đây nè. Còn đây nè. No hả? Nhớ cày ha. Hả? Miếng mắm này nè. Trời ơi chết rồi. Cho đi. Bỏ đi bơi, cắt không à? Cũng không. Thiệt luôn hả? Thôi ăn đại đi không? Trời nó ngọt. Quất miếng cái linh nữa các bạn. Chúa ơi. Ngọt thiệt đó chứ. Ngon quá. Mỡ béo. Được bà anh Tâm. Mỗi lần mà qua bên đây là mình được trải nghiệm những món nướng. Những món nướng đồng quê. Bởi vậy các bạn ơi, muốn lên đây nhiều lần lắm nhưng mà cái thời gian nó mấy anh trong không có rảnh để đi thường. Nhưng mà hai là có là cá này lắm. Cá rất là ngon. Cá này như là con gái 16 tuổi vậy. Còn nhóc ngoài đồng á. Ăn trộm là bị quánh. Có dớn dớn nhà mà. Anh. Vậy coi. Anh muốn ăn đại ca, cá mà đại ca vậy ca ăn cá chạch nha. Cá chạch nướng. Cá chạch nướng à, đại ca vậy ca. Anh Phước. Trời nó ngon. Hồi béo quá. Chút xíu nữa mấy anh em sẽ đi đầm vòng ở ngoài ruộng đi ha. Ngoài ruộng chơi. Trong ruộng đi. Quận xịn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhóm nha. Còn nhiều tiết mục nữa các bạn. Ăn thử. Mùa nước nổi Tân Công Xính nha. Đây là lần thứ 2 nhóm lúa qua bên Tân Công Xính. Mùa nước nổi. Thì kỹ chút nha. Rồi, chào các bạn nha. Chúc các bạn có một buổi sáng thật nhiều niềm vui. Rồi, chào các bạn. Rồi, chào các bạn.